Có việc gì đấy? Xe làm sao lại ngã hết ra sân thế này? Mẹ ơi, xe của một con bé hỏng rồi. Nó không đạp được, xong rồi tự nhiên nó đổ bệnh ấy. Mẹ muốn cho con xem nổi đi. À, mẹ cũng nghe bố con bảo là trong năm học này nếu các con học thật giỏi thì bố sẽ mua tặng cho mỗi bạn một cái xe đạp mới. Thế hai bạn có đồng ý là trong năm học 18-19 này học thật giỏi không? Có, con sẽ đồng ý để cuối năm này chắc chắn con sẽ giành được giải học, chắc chắn con sẽ giành được học sinh xuất sắc. Ừ. Được rồi, ok. Vậy thì bây giờ mẹ sẽ gọi ba ra đưa hai bạn đi mua mỗi bạn một cái xe đạp mới nha. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi thôi. Thế hai bạn không dong xe để vào cẩn thận nè. Lại cứ thế này đi á. Để gọn vào. Cái xe này chúng ta sẽ để bán sắt vụn nha. Ok. Cẩn thận nào. Rồi, dong để gọn vào góc kia. Và ở đây có rất nhiều xe đạp nhé. Em chọn cái này nè. Xe đạp hai bánh của ta. Xe đạp hai bánh. Tôi đang thích xe đạp hai bánh. Bây giờ đi tìm xe của Thanh Băng trước nhé. Đây là xe đạp hai bánh to. Tháo ra đi. Em lấy xe bốn bánh nè. Lấy xe bốn bánh này không tháo ra. Bây giờ đi tìm xe của Thanh Băng trước nhé. Đây rất nhiều xe. Thanh Băng thích xe màu gì con? Con thích xe màu hồng. Nó có giỏ. Có giỏ. Những cái xe này chắc chắn là người ta sẽ có giỏ để nắp vào đúng không? À thế ạ. Thế con chọn cái xe này. Cái xe này nó thấp thôi. Mấy xe này nó cao quá. Thế con thích màu hồng hay thích màu xanh hay màu vàng? Thích màu hồng à? Có từng đây xe này. Có kiểu như này được. Có thích cái đằng sau không? Không, con thích cái này. Thích cái màu hồng. À, cái này có cả chân để đằng sau cho người ngồi đằng sau nè. Cái màu này cũng rất là đẹp. Cuối cùng là Thanh Băng đã chọn chiếc xe màu hồng rất là đẹp luôn nhá. Cái xe này chắc là có giỏ đúng không Thanh Băng? Rồi, ok. Chờ bạn này, bạn ấy sẽ nắp thêm cái giỏ vào nhé. Xe của Thanh Băng bây giờ phải đi bơm hơi này và nắp giỏ vào. Thanh Băng quyết định mua cái xe này rồi à? Thế xe kia không mua nữa à? Không, sau một hồi suy nghĩ Thanh Băng chuyển đổi mua một cái xe đẹp hơn xe kia đúng không Thanh Băng? Giỏ màu đỏ rất là đẹp luôn. Con cẩn thận nhá. Rồi, dong ra và đi thử cho các bạn xem. Ừ, được rồi, thế con dong xe ra ngoài cửa đi. Dong xe xem nào. Đấy, chiếc xe đạp này mua để Thanh Băng sẽ đi đâu nhỏ? Đi học à, đúng không? Đi chơi này, sẽ đi xe nhớ. Được chưa? À, chiếc xe màu hồng rất là đẹp ha. Không sợ, con có thể dong từ từ. Dong đi, tập dong đi, nhẹ thôi. Nhấc cái đít, cứ xuống đi. Xuống, thế, mẹ giữ cho. Được rồi, đấy. Rồi bây giờ con thử ra con đạp thẳng đường này xem nào nhá. Bây giờ sang đường con phải nhìn xem nào. Đấy các bạn ơi, đây là phần thưởng mà bố dành cho Thanh Băng nhá. Ơi. Hơi gì? Hơi trơn. Nào con rong sang bên đường bên tay phải đi. Con chiếc xe này màu hồng rất là đẹp nhá. Có đúng không? Con có thích không? Thế để chịu khó học giỏi nhá. Nếu học giỏi chịu khó học giỏi thì cái gì bố mẹ cũng mua cho đúng không? Thế bây giờ con đi sang đường kia con đi thử cho bạn xem nhé. Đó, Ngọc Ruby sẽ mua sau. Rồi, vòng lên. Oh, các bạn ơi.
Thanh Băng bắt đầu đi thử cho bạn xem nhá. Ừ, mặc cái váy này nó hơi chật một chút đúng không? Rồi, thích chưa? Thích không? Đấy, Thanh Băng ứng vô cái xe này mà đi rất là thích luôn. Hả? Đấy, con đạp đi, con đạp một đoạn nữa. Con đạp một đoạn nữa. Thử phanh xem có phanh được không? Thích không? Vui không? Đó, thế học tốt nhá. Còn có em Ngọc Việt sẽ mua cho em Ngọc cái xe sau. Bye bye. Băng rất là thích luôn nhá. Đấy. Đây là chiếc xe mới của thằng Băng, có thích không? Ồ. Còn Ngọc Thu Vi phải đi quán khác để tìm nè. Đấy, bạn Ngọc Thu Vi đang xem xe kìa. Con đừng bóc ra, con ơi. Chỉ như này thôi. Đấy, Ngọc Thu Vi con thử tìm cho con thích cái nào thì con lấy nhá. Những cái này thì nhỏ quá con ạ, đi ra ngoài đi. Ra ngoài này xem tìm cái nào nó to to một chút nhá. Để vừa con đi nhá. Ngọc ơi, ở ngoài chưa kìa? Ở đây có rất nhiều xe ô tô nhá. Thật đẹp quá. Đâu, Ngọc Thu Vi mua cái nào? Xe này nhìn to nhở? Ngọc Thu Vi có vừa không? Có tới chân đâu? Ôi bây giờ con đạp một cái là con lao xuống đường kia để chết nhờ. Ấy. Con chưa biết đi đâu đúng không? Biết đi rồi. Ê, con biết đi rồi à? Dung Vi rất hay nhá. Đấy, bố của Ngọc Dung Vi đang xem là mua cho Ngọc Dung Vi cái xe nào đấy. Vậy là Ngọc Dung Vi đã mua được cái xe rồi đúng không? Ngọc Dung Vi ơi, con chào các bạn nào. Giơ tay như thế này nào, ta dáng, úi rồi đẹp thế. Thế Ngọc Dung Vi ơi, xe này về con có đi học không? Con đi học, con đi cẩn thận nhá. Tí là về khu đô thị mới, nó rộng, đường rộng, không có xe ô tô rồi con đi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mang cái xe này về nhá, Ngọc Dung Vi nhá. Ok, cẩn thận kìa. Đấy, có cả chân trống nữa cơ. Đẹp thế. Có cả phanh này, còn cái đằng trước là cái gì, sao lại có cả lông gà đây nhở? Đâu? Đây này, chắc người ta để gà đây rồi, có lông gà. Đấy, đẹp quá. Mai về cho mẹ mượn về đi học nhá. Không hả? Mẹ ngồi không vừa đâu. Thế hả, mẹ đi không vừa hả? Chỉ Ngọc cứ đi thôi hả? Đó. Chào các bạn, mình về đây. Bye bye nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video.